Xin chào các bạn. Thì hôm nay có nhiều bạn nói mình hướng dẫn cách sử dụng test test maker, thì mình cũng xin hướng dẫn cơ bản thôi, tại vì mình cũng không có phải là chuyên gia về test maker, mình chỉ dạng là đủ xài thôi, biết đủ dùng thôi. Thì mình sẽ nói về những cái mà mình biết để cho các bạn. Đây là giao diện test maker sau khi mình mở lên. Thì đây là danh sách những cái mà mình sẽ hướng dẫn các bạn 10 cái. Thì đầu tiên là tạo nhanh một cái tài liệu LaTeX nhờ vào chức năng Wista, Wikipedia của TestMaker. Đây, ví dụ bây giờ mình mới mở lên thì nó chưa có gì hết. Bây giờ mình tạo tài liệu mới, mình nhấn vào cái nút cái biểu tượng này đây, dấu cộng này. Thì đây là cái tài liệu mới. Rồi bây giờ bạn sẽ dùng chức năng Wista đây, cái Wista cái tùy chọn Wista. Mình nhấn vào Wista. Thì ở đây nó sẽ tạo một cái văn bản cơ bản cho bạn trước, nghĩa là với cái chức năng này thì bạn sẽ có thể biên dịch được một cái văn bản cơ bản, có nghĩa là bạn có thể dùng nó để cho mình viết một cái báo cáo ngắn gọn, hay viết một lá thư gì đó, hoặc là viết một cái ghi chú gì đó, không phải là một cái văn bản phức tạp thì có thể dùng nó. Cũng có thể dùng nó để mà để mà thể mà thêm thắt vô để trở thành một cái văn bản phức tạp, nghĩa là đầu tiên là một cái văn bản đơn giản, sau đó bạn sẽ thêm này thêm nọ vào thì nó sẽ hoàn chỉnh hơn cũng được. Thì trong cái Wista này bạn sẽ thấy là document class, cái này nghĩa là cái kiểu của văn bản, article nghĩa là một cái bài bài viết, cái report có nghĩa là một cái bài báo cáo, cái letter cái nghĩa là một cái lá thư. Thì ví dụ lá thư này sẽ có cái lề, nó sẽ nhỏ lại. Rồi hai cái article thường thường nó chỉ là một cái bài báo mấy mấy bài báo khoa học các bạn thường đọc đó. Nó chỉ gồm có khoảng vài trang thôi, và nó không có cái chương, nó không có mấy cái tóm tắt hay là phần này nọ đâu, nó không có. Thì report thì ngược lại, report thì nó sẽ có thêm cái phần giống như là phần chương, còn book book là quyển sách thì nó sẽ có thêm phần, ví dụ phần 1 là hình học không gian, phần 2 là hình học phẳng, thì trong phần 1 lại có chương 1, chương 2, chương 3, rồi trong chương lại có mục 1, 2, mục 3, rồi trong mục nó lại có mục mục con nữa, thì nó sẽ có đầy đủ hết thì nó trong một book. Còn cái beamer này là cái chức năng là tạo cái bài trình chiếu trong PowerPoint. Thì giống như là PowerPoint vậy đó, mà cái mà bạn sẽ rất ngạc nhiên tại vì với LaTeX mình cũng có thể tạo một cái bài trình chiếu, và đẹp nữa là đằng khác tại vì nó mang tính đồng bộ. Nhưng mà sự khác nhau giữa PowerPoint, mình nói thêm là giữa PowerPoint và Beamer, là Beamer bạn PowerPoint mà mình có thể chèn hiệu ứng mấy cái hình ảnh lồng lên nhau được. Ví dụ như là bạn ra một cái hình ngay nằm giữa trung tâm, rồi sau đó bạn bấm tới thì nó sẽ ra một cái hình khác chèn vào hình mà trước đó bạn ra, có thể mình lồng nhau mấy cái hình, lồng nhau mấy cái chữ được. Nhưng mà ở với Beamer thì nó chỉ có hình nào nó sẽ nằm gọn ở vị trí đó thì những hình khác không thể đè lên được, nó chỉ đẹp hơn và mang tính chất cấu trúc hơn. Thì cái Beamer thường được dùng trong đối với các nhà khoa học lúc báo cáo khoa học, còn PowerPoint thì dùng nhiều trong lúc mà bạn muốn chỉnh sửa nhanh một cái bài trình chiếu, hoặc là bạn muốn thể hiện được ý tưởng một cách rõ ràng, thì mình sẽ có một bài viết hay là một cái video nói về cái đó sau, cũng như hướng dẫn bạn cách tạo bài trình chiếu bằng LaTeX. Còn cái bài này thì mình chỉ nói về test maker thôi. Đây là cái document class, thì ở đây mình chỉ ví dụ cho bạn nên mình chọn article. Thì đây là cái kiểu văn bản mà phổ biến nhất chúng ta hay dùng. Này cái option của kiểu văn bản landscape này nó giúp bạn là chỉnh cái trang nằm ngang hay là trang nằm dọc. Thì blog sẽ có một cái bài hướng dẫn cho bạn giống như là cái tài liệu của bạn, tất cả các trang đều nằm dọc nhưng mà bạn muốn có một trang lại nằm ngang, tại vì lúc cái trang đó ví dụ bạn chứa một cái typo, cái bảng nó rộng quá thì nằm dọc nó không có đủ, bạn muốn chuyển nằm ngang, hoặc cái hình nó to quá bạn muốn chuyển nằm ngang, thì mình sẽ hướng dẫn riêng cho các bạn cái đó. Cái grab có nghĩa là viết viết nháp. Final thì mấy cái này mình cũng chưa có biết, nhưng mà cái one size này nè, cái one size nghĩa là sao, có nghĩa là nó chỉ có tác dụng khi mà bạn in nó thôi, in đó. Thì bạn in, lúc bạn in ra thì thường thường nếu mà máy in bạn bạn chọn mà thủ công cho máy in đó, bạn sẽ có chức năng là một một mặt, hai mặt, nhưng mà nếu mà bạn không chọn gì hết thì mặc định nó sẽ là hai mặt. Nếu ở đây bạn
bạn chọn two size là hai mặt. Còn nếu mà ở đây bạn chọn một mặt thì lúc bạn in ra nó sẽ mặc định là một mặt, có nghĩa là một mặt là in, còn phía sau mặt đó cùng một tờ giấy phía sau mặt đó là trắng, rồi nó sẽ in tiếp mà ở tờ giấy thứ hai, thì đó chế độ một hai mặt. Rồi mấy cái này thì mình cũng chưa có biết, mình chỉ biết mấy cái kia thôi. Tiếp tục, type space size nghĩa là một cái phông chữ của bạn, cái phông chữ mặc định là 12 pt, là 2 point, là một cái điểm điểm ảnh á. Rồi 11, nhỏ hơn 11, nhỏ nhất là 10, thì bạn hoàn toàn có thể chỉnh những cái phông chữ khác, nhưng mà với điều kiện là bạn phải có cái gói lệnh tương ứng. Thì mình sẽ hướng dẫn sau cái này, với điều kiện là bạn phải nhắc mình. Mình cũng không có nhớ. Mặc định thì trong cái gói lệnh của TechLine nó chỉ có sẵn là 12, 11 và 10 thôi, thì đây là 12. Paper size nghĩa là A4, thì bạn nhớ là article thường là A4, ví dụ bạn chọn letter nó cũng A4 luôn, nhưng mà letter thường là A5, nó nhỏ hơn thì cái bức thư của mình đâu thể nào to được đó, thì bạn có thể chọn cái nhỏ hơn là A5 hoặc là B5 hoặc là letter paper chẳng hạn, thì mặc định là A4. Còn encoding là UTF-8, thì ví dụ như bạn muốn gõ tiếng Việt, bạn muốn gõ tiếng Ả Rập, bạn muốn gõ tiếng Thái Lan hay gì đó, thì nó nằm trong cái bộ bộ chuyển mã là UTF-8. Thì bạn muốn gõ được tiếng Việt thì bạn phải chọn cái này, cho nên khỏi mình không có nói gì thêm. Rồi tác giả thì mình đây là mặc định là mình để chữ majority, thì bạn có thể thêm tên của bạn vào tựa, ví dụ như là thực hành với test maker. Còn Purple Bucket thì cái này nó sẽ là tùy chọn thêm thôi, ví dụ như là bạn chọn tiếng Pháp thì nó sẽ có một vài cái ví dụ một vài cái tùy chọn thêm dành cho thứ tiếng đó. Rồi tiếng Việt, không biết này có tiếng Việt không không thì thôi, cái nếu không có tiếng Việt thì mình không có nói, thì mình không có nhiều. Geometry Bucket thì cái này để làm chi, để giúp bạn canh 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 ví dụ cái lề của cái văn bản của bạn á, ví dụ mình mở cái lề, mở một cái văn bản ví dụ lên nha. Ví dụ đây là cái bài báo cáo của mình. Cái lề nè, ví dụ cái mép trên này so với cái rìa của tờ giấy, cái mép trái này so với cái rìa của tờ giấy, cái mép phải này so với cái rìa của tờ giấy, thì nó chính là cái này đây, nó chính là cái left, right, top, bottom này. Đó. Thì một cái là 2 cm, 2 cm, 2 cm, thì nếu bạn tắt nó thì nó mặc định thì nó sẽ rộng hơn. Còn nếu mà bạn tự chỉnh thì bạn nó sẽ dày. Thì bạn muốn 2 cm nghĩa là sẽ, ví dụ 2 cm thì cái khoảng cách nó sẽ là 2, ví dụ đây đến đây là 2 cm, đây đến đây là 2 cm. Nếu mà bạn để 1 cm thì cái này sẽ nhích lên chút, thì để đây đến đây là 1 cm. Thì ý nghĩa của nó là vậy. Rồi mình chọn luôn IMS Package. Có nghĩa là giúp cho bạn có thể gõ được gõ được công thức toán học trong cái văn bản của mình. Còn Graphics Package giúp cho bạn có thể dàn hình trong văn bản của mình. Còn mấy cái này thì mình cũng chưa dùng, mình cũng biết luôn. Sau rồi mình ok. Vậy là cơ bản bạn đã tạo xong một cái sườn, do đó bạn gõ vào nội dung nằm ở đây. Thì do đây là cái bài chỉnh hướng dẫn sử dụng test maker cho mình không có hướng dẫn kỹ về cái cấu trúc lệnh của LaTeX. Bạn có thể xem ở cái loạt bài là tự học LaTeX của Lock. Sau khi soạn rồi bạn nhấn Ctrl S, thì trong test maker đó, ngoài việc bạn chọn file save, bạn còn có thể nhấn Ctrl S, thì mình thường dùng phím tắt hơn cho nó nhanh. Đó thì bạn lưu. Ở đây mình lưu trên trong thư mục document. Thư mục tự học LaTeX mình chọn là hướng dẫn dùng test maker. Nhớ nha, lúc bạn lưu á bạn phải chọn, tại vì ở đây mặc định nó rất là nhiều file, nếu mà bạn không cứ ghi cái đuôi chấm .tex thì nó sẽ không biết đó là file gì, cho nên bạn sẽ không biên dịch được. Cái trình biên dịch nó chỉ hệ biên dịch được nếu cái file đó là file .tex, bạn nhớ điều này. Còn nếu mà nó không biết đó là file gì thì nó sẽ không biên dịch được. Đó là lý do vì sao lúc mình lưu cái tên á, ngoài được cái tên mà còn phải thêm cái đuôi này vào để nó phân biệt với những cái như là BIB rồi STI, CLS vân vân. Sau khi điền tên xong, bạn nhấn save. Rồi bây giờ xong, bạn nhấn biên dịch. Thường thường biên dịch đó, bạn sẽ nhấn F1. F1 của cái latte của TextMaster là phím tắt. Nghĩa là mỗi lần bạn muốn biên dịch thì nhấn F1. Thì cho dù bạn ví dụ bảo đây ha, mình gõ thêm cái chữ 3 chấm. Đó, thì bạn bây giờ mình chưa lưu mà mình nhấn F1
Thì cái chức năng của phí F1 là vừa lưu lưu mà vừa biên dịch, có nghĩa là cho dù bạn chưa có lưu cái chỉnh sửa mới nhất này thì cho dù bạn nhấn F1 nó cũng sẽ tự động lưu rồi sau đó nó biên dịch. Bạn để ý nè, cái biểu tượng hình hình cái đĩa này là có nghĩa là cái văn bản của bạn chưa được lưu ha, mỗi khi cái biểu tượng hình văn đĩa có thì nó văn bản chưa được lưu. Ví dụ mình bây giờ mình lưu nè, bạn cái biểu tượng hình văn đĩa nó mất, nhưng mà nếu mà mình chỉnh sửa mình a đi thì biểu tượng hình văn đĩa này nó còn, mình thấy không? Bây giờ mình nhấn F1, chú ý nha, bây giờ mình chưa có nhấn lưu nhưng mà mình vẫn nhấn F1 để đó thì nó sẽ lưu trước, như là hình văn đĩa nó mất trước, sau đó nó biên dịch. À ở đây tại sao nó bị báo lỗi, tại vì mình chưa để chữ tiếng Việt Nam ở đây. Rồi bây giờ mình nhấn F1, chú ý nó tự động lưu luôn. Thì đó là cái lợi tiện lợi, có nghĩa là mình biên dịch thì nó sẽ tự động lưu cho mình. Đó bạn thấy là AA nè. Rồi. Đó là vậy là bạn xong cái vụ mà tạo cái tài liệu nhanh. Bây giờ tiếp theo bạn sẽ thắc mắc là lúc bạn mới mở MathTech Maker lên sẽ không có cái khung xem PDF giống như của mình ở đây. Đó, mới mở PDF lên sẽ có dạng gì nè. Đó nó như vậy. Thì làm sao mà hiện cái khung đó? Cái bạn mình bạn thấy mình nhấn ở chỗ này nó hiện lên nhưng mà rõ ràng của bạn không có hiện cái nút này thì làm sao? Thì bạn sẽ vào Option Config. Thì do mình dùng hệ điều hành macOS cho nên cái config nó sẽ nằm ở đây. Nó chính là references. Nhưng mà đối với bạn thì nó sẽ nằm trong option configure vậy, mình cũng không nhớ rõ. Thì ở đây mình nhấn reference nhưng mà thực tế bạn nhấn chỗ này rồi nha. Trong Windows thì nhấn chỗ này. Bây giờ bạn mở lên. Bạn sau khi bạn mở lên rồi á thì bạn nhấn tới cái chỗ editor. Không phải editor mà là comments, comments. Bạn để ý tới cái chỗ mà PDF viewer thì bạn để vô cái chữ embed. Embed này là chính là nếu mà mặc định thì nó không có chọn. Bây giờ bạn nhấn tích chọn vào thì nó sẽ thêm cái nút PDF viewer như này. Đó, rồi sau nhấn OK thì nó sẽ ra cái nút PDF viewer như này. Thì bạn nhấn vào cái nút đó thì nó sẽ hiện ra cái khung khung này. Ha. Rồi, bây giờ tiếp tục. Bây giờ bạn thấy là ở đây tại sao mấy cái dòng cái hàng chữ số này nó lại rộng quá như vậy? Bây giờ bạn có thể tắt nó đi được không? Không, bạn tắt nó đi được không? Thì sau khi tắt nó, mình có thể vào config giống vậy luôn. Bạn thấy là bạn vào cái editor, bạn thấy nè. Show line numbers, có nghĩa là bấm cái này đi thì nó sẽ tắt. Mình bỏ chọn hay mình ok thì nó sẽ không còn. Vậy bạn sẽ hỏi mình, khi mà nó không còn thì rủi nó báo lỗi ở cái dòng thứ 15 hay là thứ 20 thì làm sao mình biết dòng nào? Thì mà khi bạn để chuột vào đây, bạn để trên đây. Nó có để là chữ L, nó viết tắt chữ line, có nghĩa là dòng. Chữ C có nghĩa là chữ column, có nghĩa là cột. Thì bạn có thể dịch tới tiếng Việt có nghĩa là C là cột, còn line là không có dịch được, line là hai dòng thôi. Đó thì bạn lên, bạn di chuyển con trỏ lên xuống thì nó sẽ khác dòng phải không? Dòng thứ nhất nè, dòng thứ hai nè, dòng thứ ba nè, dòng thứ tư nè. Tư này năm nè. Đó, nếu mà bạn ẩn cái cột bên đây thì nó vẫn còn ở cái chỗ này cho bạn coi để biết cái dòng nào, hàng nào. Rồi. Cái gì nữa đây? Mình đã nói cho bạn à thêm từ khóa gợi ý. Từ khóa gợi ý có nghĩa là cái gì? Ví dụ mình ví dụ mình gõ chữ mình gõ phân số thì mình xuyệt defrag. Không, mà thấy không? Mình mới chỉ gõ chữ df thôi là nó ra sẵn cái chữ ra sẵn cái chữ defrag cho mình. Thì sau khi nó ra hơi thì bạn chỉ cần nhấn enter một cái là nó tự động nó hoàn thiện. Thì chức năng của cái gợi ý từ này nó sẽ giúp cho mình gõ nhanh hơn. Đó, với lại có những cái mà bạn không có nhớ mà chỉ nhớ được vài chữ đầu của nó thôi thì nó cũng giúp cho bạn là không cần phải thuộc tất cả các dòng câu lệnh mà chỉ nhớ được vài từ thôi, bạn nhấn vài từ nó hiện ra gợi ý cho bạn. Dù mà phần 2. Ví dụ mình gắn begin. Đó không? Mở ngoặc ra có rất nhiều cái lệnh begin cho bạn. Bạn không nhớ begin gì thì bạn có thể duyệt hết tất cả cái begin này bạn chọn thôi. Thì đó là tùy. Bạn nhớ chữ is itemize, ví dụ mở vậy cái mình dọn item. Item thì nó sẽ có sẵn đó. Thì nó gợi ý rồi bạn nhấn enter, gợi ý nhấn enter thì nó sẽ có. Bây giờ không phải tất cả cái những cái gì mà bạn biết nó đều có gợi ý hết. Ví dụ chữ chữ gì mình thôi mình cũng biết ví dụ chữ gì hết. Bây giờ bạn mình muốn gõ chữ này có rồi hả, xinh đẹp đi,
một cô lệnh bằng tự chế, cái tên là xinh đẹp, nó sẽ có dạng dày. Bây giờ bạn muốn là bạn sau khi bạn gõ chữ SIN là tự động nó sẽ gợi ý thêm cái chữ đẹp ở phía sau đó, nhưng mà rõ ràng bây giờ mình gõ nó đâu tự gợi ý đâu đó, không bây giờ mình hoàn toàn có thể tự định nghĩa, mình giúp cho là test maker học được, nghĩa là nó học được à, mai mốt á, mình có gõ cái chữ xin ra thì nó tự động hướng dẫn cái chữ đẹp, hiện cái chữ đẹp lên cho mình, enter cho mình, nó tự động hoàn thiện. Thì làm sao bạn chọn cái user customize completions, rồi bạn ở đây thì nó sẽ có những cái danh sách, đến đây là mình danh sách mình đã thêm vào sẵn, còn dưới này là những danh sách nó có sẵn đó, thì rất là nhiều nhưng mà cũng nhiều nhưng mà không phải là đầy đủ. Đây mình thêm chữ xinh đẹp vào, chú ý xinh đẹp là mình chế chứ nó không có câu lệnh nào tên chữ xinh đẹp hết. Đây bạn thấy muốn có chấm tròn này, bạn copy bạn ván dán vào đó, bạn nhấn chữ S ha, sau S vào có chữ xinh đẹp. Bạn muốn sửa sửa chữ chữ này thì bạn nhấn vào cái chữ, xong rồi bạn nhấn ở đây số 2. Bạn nếu mà bạn nhấn S thì nó sẽ tạo ra một cái comment mới, có nghĩa là chữ 2, nhưng mà bạn nhấn replace nghĩa là nó thay thế cho chữ này, vô mình nhấn nè, không, chữ 2 thấy chưa, thôi nhưng mà thực tế là mình sửa lại đi, replace đó. Bây giờ quay lại chữ xinh đẹp mình mới tạo ra nha. Ok bây giờ mình xịt SI, không khi mình gõ SI nó đã có chữ xinh đẹp cho mình, xong mình nhấn enter đó. Thì đó là cách cho bạn thêm những cái từ mới vào, thì chắc chắn là bạn phải cần chức năng này rồi. Mà và đa phần mình không thích chọn những cái trình soạn thảo LaTeX khác, tại vì nó không có hỗ trợ thêm cái các câu lệnh này. Thành ra mình có rất là nhiều câu lệnh mình muốn gõ nhanh chóng, ví dụ như câu lệnh mở ngoặc đóng ngoặc lớn thì nó một câu lệnh rất là dài, bây giờ mình muốn tự định nghĩa để tự động nó mở cho ngoặc cho mình thì mình phải cần tới định nghĩa đó. Thì chức năng rất là hay của Test Maker. Rồi còn gì nữa, hiện cơ sở PDF rồi, chèn các ký tự có sẵn canh điều à, tiếp tục. Bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn bạn các cái bên đây, bạn muốn chèn mấy ký tự đặc biệt, đây là dấu căn, dấu căn thì nó nằm trong môi trường toán học, dấu căn thì nhấn dấu căn thôi, SQRT. Đây là cái dấu phân số, đây là cái phân một cái là frac, một cái là defrac, thì cái đó mình sẽ nói sau. Bây giờ đó thì bất này nó có sẵn nè, thì chỉ số dưới này chỉ số trên, cái này là môi trường toán học, cái này là làm mà mở một xuống một cái hàng mới, cái này là canh giữa, cái này là canh giữa nè, cái này là canh canh phải nè, cái này là canh trái nè. Mặc định LaTeX nó sẽ canh đều, nhưng mà ở đây thì nó sẽ chỉ nên nó có chức năng canh trái, canh giữa và canh phải văn bản ví dụ đó. Bây giờ mình muốn cái này nó nằm ở bên phải, đúng không, plus right, rồi sau đó nhấn F1, đây nó nằm bên phải đây đó. Bây giờ bạn muốn có chữ E là gì đây, mình cũng biết nữa. À, là emphasis như là nhấn mạnh đó, thì nó giống như cái chữ italic in nghiêng thôi. Hai cái này mình cũng chưa phân biệt rõ lắm. Cái bold này có nghĩa là in đậm. Cái này giúp cho phông chữ lớn nhỏ, ví dụ mình muốn cái này nó lớn lên. Mặc định là normal size. Nhỏ hơn là small, nhỏ hơn là footnote size. Footnote size nghĩa là cái mấy cái chữ nằm ở cuối ở dưới cái văn bản này nè để ghi chú. Script size mình cũng chưa biết, tiny này quá nhỏ rồi. Large. Large rồi có chữ L viết hoa, rồi large rồi viết hoa hết, rồi hue. Hue này nọ rồi. Đó thì bạn cứ chọn thôi, mình chọn hue to nhất đi, nó sẽ ra cái gì, nhấn F1. Chữ cành lá luôn đây, cái chữ to nhất của nó nè. Thì bạn hoàn toàn có thể tự định nghĩa cái phông chữ to hơn cũng được. Thì đó cái đó mình đã hướng dẫn sau, nó không có nằm trong cái nội dung của cái video này. Rồi bây giờ bạn muốn thêm mấy ký hiệu đặc biệt, mấy cái ký tự đặc biệt nó nằm đâu thì nó nằm trong cái structure này nè. Bạn nhấn structure. À, sau khi nhấn structure nó sẽ ra thêm một cái làng nữa. Trong đây nó sẽ có nhấn chữ lambda, đây nó sẽ có alpha, beta, gamma, delta cho bạn nè, cái phi nè, bi nè, nhấn này thì cộng trừ thôi, nhấn cái ngoặc thì nó sẽ có ngoặc cái vector này nọ rồi cho bạn, rồi cái với mọi mấy ký tiểu thì đây cũng không có đầy đủ đâu. Bạn có thể dùng test maker hay là cái chương trình giúp soạn thảo toán học, sau đó xuất ra soạn thảo văn bản toán học, sau đó xuất ra file LaTeX, chứ cái này nó cũng chưa đầy đủ lắm, nhưng mà cũng tạm tạm ha, cũng tạm tạm.
Thì đó, đó là cách giúp thêm những cái ký tự mới. Rồi cái gì nữa? With build là gì? À, tôi chọn with build. With build là gì? With build là nãy mình nói bạn nhấn F1, F1 đó, đó chính là with build đó. Đây, tool with build F1. Vậy F1 đây là nó định nghĩa là sao? Thì mình vào cái references, mình chọn cái tab with build. Đây, mặc định nó chính là PDF LaTeX rồi tới with PDF, nó nghĩa là nó thực hiện hai cái câu lệnh này. Nhưng mà bạn để ý đối với mấy cái bài mà mình hướng dẫn là ví dụ như là chèn vẽ hình bằng GeoGebra thì nó sẽ không phải dùng câu lệnh này, nó sẽ dùng câu lệnh đây đó, dùng câu lệnh này. Nếu bạn chọn cái câu lệnh này á thì sau khi bạn nhấn F1 nó sẽ thực hiện là LaTeX xong rồi tới DVI-BS, nó sẽ chọn nó sẽ tới BS to PDF, nó chọn là View PDF đó. Thì cái mấy cái nút này là bạn chọn cái nút nào thì sau khi bạn nhấn F1 nó sẽ có tác dụng ngay cái nút đó ha. Còn còn khi nào mình dùng nên mình vừa mình nên chọn nút này á, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái từng mục đích. Mình mới chỉ có dùng hai cái này thôi, cái này là bình thường, nghĩa là bạn không có chèn hình mấy cái code hình vẽ vào, bạn cái vẽ là một bạn chỉ sử dụng như là một cái văn bản bình thường thôi thì dùng cái hàng đầu. Còn nếu mà bạn có chèn hình code vẽ trong đó thì thường thường là chọn cái này. Nhưng mà bạn nên chắc ăn là người ta lúc mà bài hướng dẫn nó có kêu bạn chọn này không. Nếu mà bài hướng dẫn mà không có kêu thì bạn cứ chọn cái tên đầu này đi. Rồi, đó là with build. Ok, còn gì nữa? Chỉnh phông chữ cho trình soạn thảo. À đây, có một bạn hỏi mình là làm sao mà cái chữ ở đây nó nhỏ quá, giờ bạn muốn to lên cho dễ nhìn. Tại vì mắt bạn bị cận hay bạn bị viễn thị gì đó, bạn muốn cho to lên cho dễ nhìn thì làm sao? Bạn chọn reference trong cái tab là editor. Bạn thấy nè, editor font size. Đây, mình nhỏ chút là 13, lớn lớn 18 luôn, nó bự quá trời bự luôn nè. Đó, thấy không? To lên, thấy chưa? Đó. Rồi, cũng trong editor mình sẽ nói với bạn là tại sao cái của bạn ở cái nền nó màu trắng mà trong chữ đen, còn cái của mình nó nền màu đen lại là chữ trắng là vàng, thấy nó đẹp hơn đúng không? Thấy nó gọi là nó sắc nét hơn, dễ nhìn hơn. Mình làm sao? Mình làm vậy cũng chọn cái thẻ editor. Khoan khoan để mình giảm cái này xuống đi. Rồi. Mình sẽ lấy nè, track time nè. Rồi default time nè. Default time nó nghĩa là cái nền trắng chữ đen, còn bạn nhớ như cái dark time nó nghĩa là nền 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 đen, mái đen nữa mà nó hơi xanh đậm và chữ giống như mình đó, cái nền giống như cái bài của mình hướng dẫn nè. Còn nhấn đây á, thì nó sẽ đổi màu, thì nền trắng chữ đen, nhấn đây là nền đen chữ trắng vậy thôi. Bạn muốn đổi phông chữ này đây là phông chữ của nó, đây có rất là nhiều phông chữ các bạn chọn, nhưng mà theo mình thấy nên cứ để mặc định đi, mình thấy mặc định là dễ nhìn nhất. Rồi, editor font encoding nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có khi bạn gõ tiếng Việt không được thì bạn phải chọn cái này UTF-8, mà phải đảm bảo là bạn phải chọn chữ UTF-8 thì nó mới gõ tiếng Việt được. Rồi sau đó nè, backup document every 10 minutes nghĩa là sao? Nghĩa là tự động save cái tài liệu của bạn sau mỗi 10 phút. Thì điều này giúp cho bạn giống như là bạn quá say mê với việc soạn thảo văn bản, soạn thảo cả tiếng đồng hồ mà không có nhấn save lần nào hết. Đó thì cái nút này giúp cho bạn tự động save, tự động save. Nhưng mà nếu mà bạn là người có thói quen hay save hay lưu là tài khoản hay lưu cái bài của bạn trong quá trình soạn thì không nên chọn, tại vì chọn cái này nhiều khi nó gây cho bạn mất tập trung. Đang gõ cái tự nhiên nó sẽ có một cái động tác gì đó, save văn bản hay gì đó, nó mất tập trung. Nó cũng giống cái chức năng cũng giống như của Microsoft Word thôi. Rồi. Còn đây là cái spelling. Spelling này nghĩa là cái kiểm tra chính tả. Thì cái kiểm tra chính tả này mặc định là cái từ điển là tiếng Mỹ. Như chưa có tiếng tiếng Việt, có tiếng Việt không ta? Không. Mình không thấy tiếng Việt, mình không biết trên mạng có không, nó chỉ có tiếng Mỹ nè. Tiếng Séc, cộng hòa Séc nè. Phải không này, tiếng Séc hay phải Whistland không biết nữa. Này là tiếng tiếng Đức nè, DE là tiếng Đức. Đó, nó chỉ có vài cái thôi, CA mà không biết là tiếng gì. Nên là chắc chắn không có tiếng Việt, cho nên chắc chắn bạn gõ, nếu bạn không có soạn thảo bằng văn bản tiếng Anh thì chắc chắn nó sẽ báo là sai chính tả. Nhưng mà thực tế mình gõ tiếng Việt mà trong khi đó nó kiểm tra là kiểm tra tiếng tiếng A, tiếng Mỹ, cho nên chắc chắn nó sẽ báo sai, nhưng mà thực tế không có sai. Khi đó bạn bỏ mặc định nên sẽ chọn, ví dụ bạn chọn đi, bạn thấy nè không? Nó báo là ồ, chữ vớ này là sai sai, mình nhìn thấy rất là rối mắt, rất là xấu. Bây giờ mình bỏ đi.
bỏ đi nó sẽ mất. Đây đó, rồi còn gì nữa đây. With build subdirectory for output file. Ví dụ thẳng luôn cho dễ dễ thấy. Ví dụ nha. Cái đó là mình đã hướng dẫn một cái bài viết khác rồi, nhưng mà giờ mình nói luôn. Từ hợp LaTeX đây. Đây. Để mình xóa bớt. Mình chỉ chừa lại hai cái file chấm test thôi. Đó mà đi nè. Bây giờ mình chưa có gì hết, bây giờ mình biên dịch. Biên dịch nha, bình thường mình biên dịch sẽ ra. Đây bạn thấy nè, nó sẽ ra một đống chợ một đống file khác nữa. Trong đó mình chỉ cần một cái file PDF thôi mà nó ra một thêm một đống file khác nữa. Bây giờ mới ý mà mới có hai cái file test thôi nghe, dụ một cái thư mục của bạn chứa mười mấy file test, mỗi file test nó lại ra tới mười mấy file phụ nữa. Đó ra cái văn bản cái thư mục bạn lằn mà nhằn ở trong, bạn không biết chọn cái nào hết, rối mắt. Thì trong Task Manager có chức năng rất là hay, đó là nó nhóm cái mấy cái file không cần thiết lại thành một thư mục riêng. Thư mục có tên là build. Đó, ví dụ mình nhấn build ha. Ok. Xong mà giờ mình biên dịch. Log file not found. Chết chết chết, không phải. Ê, chết. Chết chết chết. Khoan khoan để mình xóa đi. Xóa cái đây. Bây giờ mình build lại. Mình save trước xong mình build lại. Khoan khoan, mình không biết nó bị chắc mà cái máy mình này nó bị gì. Thường thường là dùng cái này là được nhưng mà sau này mà dùng không được. Cái chiếc biên build này giúp cho bạn tiết kiệm được thôi. Mà sao cái này nó vẫn không được, mình cũng chưa biết nữa. Trong macOS sẽ không được quá. Trong Windows chắc được rồi đó, tại Windows mình đã thử rồi. Windows với Linux mình đã thử rồi, nó được. Sao cái này nó không được mình cũng không biết luôn. Thì cái chức năng của nó là vậy, là mình nói cho bạn biết là bạn có thể tự thử. Nếu không được nữa thì bạn nói bạn 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 comment ở dưới bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn lại, chứ không biết sao trong macOS nên nó không được. Rồi. Cái tiếp theo là cái đây đây, cách di chuyển qua lại với bên soạn thảo văn bản PDF. Bây giờ mình phải copy một cái đoạn nào đó đi, mình ví dụ đi. Dù mình copy để chi cho dài dài chứ chơi để mình ví dụ thôi chứ không có gì. Bây giờ mình lại muốn thêm một cái đoạn nữa. Nó biên dịch nó dài ha. Rồi mình thêm ở giữa luôn đi. Đó. Bây giờ giả sử cái văn bản của bạn rất rất là dài, rất là nhiều công thức phức tạp, nói chung là đủ 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 cái rắc luôn, thì rồi bạn muốn bạn phát hiện có một chỗ bị sai. Ví dụ chỗ ở đó ở đâu, ở khúc 1 cộng 2 bằng 3 này nè. Tại văn bản này mình ví dụ nó hơi ngắn cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được cái 1 cộng 2 bằng 3 nằm ở đâu trong trong cái khung soạn thảo. Nhưng mà một cái bài rất là phức tạp, đặc biệt là những bài soạn thảo công thức toán học có rất là nhiều cái rất là phức tạp mà không biết nó nằm chỗ đâu luôn á. Đúng không? Bạn biết nó nằm bên đây trong file PDF thì rất là dễ nhìn cho nên biết nó nằm sai chỗ đó, nhưng mà làm sao bạn biết nó nằm ở đâu bên bên trái của mình? Bạn phải biết nó nằm ở đâu để mà mình sửa chứ. Đó thì có một cách. Cách đó là sao, là bạn nhấn cái nút control. Nhấn cái nút control xong rồi bạn nhấn chuột phải, nhấn đè nút control nha, đừng có buông ra nha. Xong bạn nhấn chuột phải ngay cái chỗ nào thì nó sẽ đây, mình nhấn chuột phải ngay chỗ này đi. Đó mình để ý nè. Thì mình nhấn đây nó sẽ tự động nó đưa có cái con trỏ nằm đó.
thì nó sẽ tìm cái đoạn văn ngay chỗ con chuột bạn 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 nhấn vào á, cái đoạn văn nha, chứ không phải là cái chính xác vị trí đó luôn. Ví dụ mình nhấn ngay chữ tham này thì nó sẽ để chỗ này, tại sao? Tại vì nó sẽ nhằm ngay cái đoạn văn mà có chữ tham nó hiện hữu đây. Ví dụ mình nhấn ngay chỗ một hàng ba đây, nhấn đoạn này thì nó sẽ nằm ở trên đây, thì nó sẽ biết là cái khu vực mà cần tìm nó sẽ nằm lẩn quẩn ở đây thôi, chứ không khác được. Thì đó chức năng mà xuất phát từ bên phải mình tìm qua bên trái. Bây giờ mình muốn xuất phát từ bên trái mà tìm qua bên phải làm sao? Nè, bạn chuột phải bên đây bạn cũng sẽ có chức năng là lead to jump to the line nè. Nè, nó mở ngoặc là control delete nè, control delete nè. Thì trong macOS nó là command, nhưng mà trong Windows nó là control, cái viết control. Bạn lead từ đây nó cũng sẽ hướng qua cái bên trái. Còn bên trái bạn sẽ mở chuột phải rồi jump to PDF, nghĩa là nhảy qua cái chỗ nào đó bên PDF. Đó, nhảy đến đây, đây, đây. Không, thấy không? Nè, nhảy qua nhảy lại đó. Thì điều này giúp cho bạn làm cái gì? Là mình đang sửa cái khu vực này ở bên bên đây, bên trái. Thì mình sẽ biết được cái khu vực đó nằm đâu, nằm bên phải. Như mình đang cần sửa cái khu vực này bên phải thì mình sẽ biết được nó nằm ở chỗ nào, nằm bên trái để mình dễ tìm vậy thôi. Rồi mình à trong đây mình có thể bạn có thể nhấn Ctrl F nhấn một lượt hai phím thì giúp bạn tìm, ví dụ mình tìm chữ thêm đó, nó sẽ tìm hết tất cả những chữ thêm cho bạn. Thấy không? Nhấn enter 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 để tự tìm. Còn nếu bạn nhấn Ctrl R là chữ nó sẽ thay thế. Ví dụ mình thay chữ thêm bằng chữ maturity đó, thì đầu tiên mình file file nó tìm thấy rồi, nó sẽ hỏi bạn là có muốn thay cái chữ thêm tìm được bởi cái chữ maturity không. Bạn nhấn mặc định là z mà nhấn enter thì nó sẽ thay, nó sẽ tìm được tiếp một cái nữa. Bạn nhấn z z nó sẽ thay hết mấy cái luôn. Còn nếu mà bạn không muốn nó hỏi gì nữa, bạn nhấn cancel đi, và bạn nhấn replace all, nó nghĩa là nó không hỏi, nó tự động nó thay hết, mà nguy hiểm lắm nha. Cái nút replace all là nguy hiểm lắm, mình khuyên bạn là nên dùng cái nút trên này để kiểm tra từng cái, chứ bạn replace all là nhiều khi nó replace mấy cái mà bạn không muốn luôn á, không muốn replace. Đó, để on nó sẽ động thay hết. Đó, chỗ nào có chữ tham nó thay bằng maturity hết. Rồi, gì nữa? Là nói hồi đau họng quá. Rồi hết rồi xong đó, thì trước mắt là chỉ có vài cái sử dụng cơ bản thôi, mình không biết còn cái gì ở đây không nữa. Cái này là nó liệt kê mấy cái như nè, cái tool with build này nè, không mấy cái này nè. Thay nếu bạn không chọn with build á, có thể chọn thủ công. Đầu tiên là latex, tới đó là pdf, latex to pdf gì đó này. Nó nếu bạn rành hơn thì bạn sẽ dùng được mấy cái này. Rồi mấy này comment nè bạn, nếu bạn không biết phím tắt là gì bạn có thể coi ở đây. Không, nó cái nằm ở cột bên cột này là nó sẽ hiện comment là cái gì 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 đó, trước mắt là vậy thôi. Đây quick start, ngoài ra còn quick beamer presentation, nó nghĩa là presentation nghĩa là cái trình chiếu nè, letter nè. Và có thể tạo một cái bảng này, ví dụ mình tạo cái bảng cho bạn coi nha. Quick visa đây, cái bảng đó, cái bảng này là đợt mặc định là nha, hai hàng hai cột. Bạn muốn ba hàng ô ba ba cột hai hàng, hoặc là ba cột năm hàng đó. Align có nghĩa là bạn muốn nó nằm bên đâu, mình phải trái gì đó. Bạn muốn có border hay không, border là một gạch hay là hai gạch. Rồi là left border này, right border, nghĩa là cái hàng bên trái, cái hàng bên phải. Make column, make make column là không biết cái này gì mà chưa thử, bạn cứ thử đi, cứ vọc đi, vọc tới bến luôn là họ biết gì. Sau nhấn OK nó sẽ tạo cho bạn đó, tạo đây nè. Nhưng mà mình khuyên bạn là nên lên mạng, có mấy cái trang web nó có sẵn cái chức năng là bạn tạo bằng mắt, bạn nhìn vô tạo y chang như bên Excel hay là bên Microsoft Word vậy đó. Tạo xong hết rồi, ghi nội dung hết rồi, bạn nhấn một cái nút thì nó sẽ tự động chuyển qua cái file test cho bạn, sau đó bạn copy bạn dán vô đây thôi, chứ làm cái này nó thủ công nó mệt lắm vậy đó. Rồi hết rồi, cảm ơn các bạn, có gì thắc mắc thì cứ nói mình tiếp.
chết 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 chết.